Hello các bạn ha. Hôm nay mình có nhận một cái bo sáp thì thợ nói là bật lên nó chấp đèn ha. Bây giờ mình sẽ kết nối dây hết rồi mình sẽ thử cho các bạn xem nó tình trạng bị sao ha. Rồi bây giờ mình đã kết nối xong rồi, bây giờ mình sẽ cấp nguồn vô, mình sẽ đo ha. Đây mình sẽ đo vô tiếp trước ha. Giao tiếp hiện tại bây giờ là nó chưa có các bạn ơi, nó chỉ có từ cái bộ đầu xuống bộ đuôi thôi, nhưng mà bộ đuôi lên bộ đầu thì nó không có ha. Đó, bây giờ đồng thời cái đèn nó đã chớp luôn rồi ha, hoặc vẫn chạy bình thường là đúng như anh thợ nói ha. Thì cái đèn này nó sẽ chớp hoài luôn các bạn ơi, nó không có ngừng ha, nên mình không có đếm được cái mã lỗi của nó. Bây giờ mình đo mắt cho tiếp rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra cho tiếp. Bây giờ kiểm tra thì cái bộ đuôi nó hư nguồn hay là nó hư phần giao tiếp ha. Thì bây giờ mình sẽ phân dài xuống, mình sẽ kiểm tra cái giao tiếp dài xuống ha. Rồi bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem cái giao tiếp của nó ha. Đó, nó chỉ lên, mình đang bật DC 50V ha, nó chỉ lên cái khoảng 25V thì nó chỉ nhích nhẹ thôi, nhích nhẹ về. Mình nhích nhẹ về đó là phần bên bộ đầu nó phát xung xuống các bạn. Thì nó phải có từ cái bộ đuôi lên nữa thì nó mới tạo ra cái xung giao tiếp được. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái bộ nóng ha. Bây giờ mình thấy cái bộ đuôi là nó có cái bóng đèn báo nguồn các bạn ơi nha, nó sáng rồi. Có đèn báo nguồn có nghĩa là bộ đuôi đã chạy nguồn chạy ha. Đó, bây giờ mình sẽ kiểm tra phần giao tiếp. Đây mình sẽ đo mình cái phần giao tiếp bên đây ha, có nguồn ha. Rồi mình sẽ đo cái đường lệnh của nó truyền về trong tín hiệu vô trong ha. Tín hiệu rất là nhỏ ha. Bây giờ mình sẽ chỉnh thang 10 đo. 10V đo cho các bạn xem ha. Ở đây có nè. Đây nó không có các bạn ơi. Nó không có nè, thấy không? Nó đầu này có mà đầu này kia nó không có nè. Có nghĩa cái đoạn mạch này nó đã bị gián đoạn rồi, khu vực này ha. Tại vì mình cũng đã nhìn thấy cái mặt nó rất là ten các bạn ha, nên mình cũng nghi ngờ với phần này ha. Mình cho các bạn xem ha, nó mặt ha, nó thấy không, cái nó cái đoạn này nè, nó đoạn này đến đâu này nè, nó đã bị đây, nó đang bị đứt trên cái đoạn này ha các bạn ha. Nè cái khu vực này mình thấy rất là ten, rất là nhiều ha. Nó mình chắc ăn nó phải đứt cái nhân cho này nè, mình đo nó không lên đó. Thì bây giờ mình sẽ đo thông mạch cho các bạn xem ha. Nên chỗ này nè, mình cạo cho các bạn xem ha. Có những cái mạch mà nó bị bong gì đó, thật sự nó vẫn còn dẫn điện được các bạn ha. Mạch này thì bị bong thì nó đã bị đứt rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ vệ sinh ra thì xem nó đứt cái đoạn nào các bạn ha. Bây giờ mình sẽ đo thông kim ha. Đây có nè, tới đây đứt nè ha. Rồi mình sẽ đo trên đây có đây đứt, dài vậy đứt những cái đoạn chấn, những cái đoạn mà nãy nó bị tan các bạn ha. Đó. Rồi trên khúc này ha. Bây giờ mình sẽ nhiệm vụ mình sẽ nối cái đoạn mạch nó lại ha các bạn ha. Đó các bạn thấy không ha. Bây giờ mình sẽ nối cái đoạn mạch nó lại rồi mình tiếp tục mình thử các bạn ha.
Rồi bây giờ mình đã đo nó thông mạch rồi các bạn ơi nha. Đó, bây giờ mình sẽ vệ sinh hết khu vực này đi, rồi xong mình sẽ cấm nguồn, giờ mình đo lại cái xung nhiệt tiết thử nó có không. Nếu mà nó xung nhiệt tiết mà nó nhiệt có là cái an mình là sửa là nó chạy đó. Sẵn này mình vệ sinh khu vực này luôn ha, nó công nó ẩm ướt rồi nó một mạch nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn vô mình đo cho các bạn xem ha. À, mình chỉnh theo 50V DC ha, các bạn thấy không, nó nhịp ha, nó nhịp lên nhịp xuống, có nghĩa là nó có xung giao tiếp từ bộ đầu đá qua bộ đuôi và bộ đuôi hồi tiếp về bộ đầu đó, nó có đi và nó có về thì nó mới tạo ra cái nhịp gì ha. Còn nếu mà nó chỉ có một phía thì nó chỉ đứng lên vòn nữa là đứng nó luôn ha đó. Rồi bây giờ mình sẽ đợi cho lốc nó chạy các bạn ha. Rồi lốc bắt đầu chạy các bạn ha. Rồi ok ha. Thì cái bạn bệnh hôm nay thì nó chỉ có là đứt cái mạch bên phần giao tiếp bên bo nóng ha. Các bạn nhiệm vụ chỉ nói cái phần mạch lại thì nó sẽ có xung giao tiếp và nó sẽ chạy ha. Rồi bây giờ đèn hết báo lỗi ha. Đó. Rồi video này mình tại đây cũng kết thúc ha. Rồi bạn nào có cần gì hỏi thì cứ comment bên dưới nào mình biết mình sẽ trả lời ha. Rồi cảm ơn các bạn ha. Mình kết thúc video tại đây ha.